Dạ, em cho em hỏi anh Tài là bao giờ anh có ý định lập gia đình à? Đúng như là nãy chị Hương nói luôn á, là đến cái tuổi này thì có thể là phải cưới gấp rồi đó. Sao không nói mình nôn ghê ta? À, gấp dữ vậy? Ta 32 rồi, còn gần 40 như em rồi, bỏ qua luôn rồi. Có, thì nói tội em thì em nhỏ khẽ lắm. Vậy là năm 2 á. Mai mốt mà về nhà mà gặp vợ lúc nào cũng coi phim Hàn Quốc tình cảm thì mấy anh có chịu coi chung không? Nhưng Ngọc Anh ơi, mình cũng phải tiết chế hai em. Chứ đi làm cả ngày về mệt, mở cửa ra thấy bà vợ u sầu ngồi kế bên coi phim Hàn Quốc khóc hoài cũng mệt tim. Cho nên mình cũng sẽ thay đổi, coi chút xíu phim hành động với chồng, coi chút xíu phim kinh dị, phim ma rồi gì, la lối gì, núp vô bờ vai của chồng rồi gì chứ ha. Cái niềm hạnh phúc nhất đó là khi mình về nhà có cơm lanh cánh ngọt, có vợ của mình. Em về sớm em sẽ cùng với vợ nấu ăn, em sẽ đi chơi cho vợ. Nếu như vợ cần em vẫn có thể là chăm con hay có thể làm mọi thứ. Wow, thông ngọt ngào quá trời, mà còn là làm hết việc nhà cho vợ nếu đi làm về sớm. Mà thường anh hay làm về trễ lắm em. Em muốn hỏi hai anh là bao nhiêu tuổi là các anh muốn lấy vợ? Nghe bây giờ luôn em. Nghe bây giờ luôn. 32 rồi còn gì? Không, bao giờ lấy? Giờ em thì thực tế hơn một chút, phải 5 năm sau. 5 năm thêm về để chỗ đó cho anh Vinh. Trong ba anh này có anh nào gu em không? Anh ạ. Anh ạ. Anh cho anh yêu, vì đâu anh đã đến, làm cho em đây vượt hết bao nhiêu khổ đau. Nguyên một phim trường ai cũng muốn đưa em về hết. Lúc này chị Hương nói là Nguyễn Hà một bài mà nguyên cả phim trường ai cũng muốn đưa cô ấy về cả, nhưng mà người duy nhất được đưa cô ấy về sẽ là em. Sẽ là ai em. Nói ai nói à, quan trọng là cô có gọi cho em hay không. Gọi nữa không đó. Anh Vinh ảnh cũng bối rối luôn rồi. Em hơi thôi. Tần số tình yêu mùa 2 21:30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.